Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm về 7 dấu hiệu mà nếu như các bạn biết được hoặc là các bạn đã từng làm qua rồi thì mình sẽ coi các bạn là một người có kinh nghiệm sinh tồn mini world, một người pro sinh tồn ha. 7 dấu hiệu này mình đưa ra chỉ mang tính đánh giá gọi là cá nhân của mình thôi ha. Nên là em đừng có gọi là suy nghĩ quá là nhiều, chỉ coi cho vui thôi cũng được. Và nếu như các bạn chưa biết thì có thể coi clip này thì các bạn sẽ biết thêm một vài điều gì đấy chẳng hạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ không la ma nữa, chúng ta sẽ đến với một cái dấu hiệu đầu tiên. À, các bạn đừng quên cho mình một like nhé. Điều đầu tiên, nếu như mà các bạn làm được thì mình sẽ đánh giá các bạn là một người có kinh nghiệm chơi sinh tồn. À, các bạn có thể né được cái lao của con dã nhân này hay không? Mình sẽ thử né cái lao này xem nó có được hay không nhé. Mình sẽ đánh nó một nhát này. Đấy, vậy là mình có thể né được nó dễ dàng. Và nếu như mà các bạn chơi sinh tồn mà các bạn có thể né được lao dễ dàng bởi những con thợ săn dã nhân như thế này thì các bạn là một người có kinh nghiệm rồi nhé. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ hai. Sữa là một trong những vật phẩm mà giúp các bạn hồi máu khá là nhiều và rất là dễ kiếm luôn. Nếu như mà các bạn sử dụng sữa thay vì là sử dụng những loại trái cây ăn quả thì các bạn là một người cũng có kinh nghiệm trong sinh tồn rồi. Tại vì là việc kiếm sữa rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần cho những con dê này. Ok. Các bạn chỉ cần cho những con dê này ăn mía và các bạn chỉ cần sử dụng chai này và lấy sữa thôi. Và mỗi lần lấy thì khoảng tầm 5 bình thì sữa các bạn uống là giúp hồi khoảng tầm 20 máu. Đấy, thay vì là các bạn ăn trái cây thì các bạn uống sữa. Tại vì trái cây các bạn kiếm nó cũng không thật sự là dễ đâu. Và mình nghĩ rằng là kiếm sữa là nhanh nhất. Tại vì dù sao bây giờ mía thì các bạn trồng khá là dễ, nó rất là nhanh. Với lại uống xong thì nó có thể trả lại được cái chai ấy. Và các bạn có thể lấy liên tục như thế này. Đấy, khá là dễ dàng phải không nào? Bạn nào hay sử dụng sữa dùng để hồi máu thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Đến với một cái điều thứ ba, nếu như các bạn muốn kiếm da thì hãy đánh sói thay vì đánh bò. Tại vì bò nó sẽ cho các bạn thêm một phần thịt nữa, đâm ra là da sẽ không được nhiều. Vậy nên nếu như các bạn muốn kiếm một số lượng da lớn, các bạn hãy đi giết sói hoặc là các bạn nuôi sói thì nó sẽ ok hơn thay vì là đi giết bò hoặc là nuôi bò ha. Tại vì chúng ta chỉ cần mỗi da không thôi thì hãy đi kiếm sói mà nuôi thì nó sẽ ok hơn thay vì là nuôi bò. Nhiều khi bò thì nó sẽ chỉ ra thịt luôn cơ chứ nó còn không ra da nữa cơ. Vậy nên là anh em cố gắng là hãy đi giết sói. Tại vì nếu như các bạn có dòng săn may mắn cao á thì cái việc mà sói nó sẽ chỉ ra cực kỳ nhiều da luôn. Ok, đến với một điều tiếp theo, đó chính là nếu như các bạn có khá là nhiều những cái lá hoặc là những cái que, các bạn hãy sử dụng nó để làm mồi đốt cho lửa trại, nó sẽ khiến cho các bạn nấu thịt được nhanh hơn. Mình sẽ ví dụ chúng ta sẽ có hai cái lửa trại đi. Nếu như mà các bạn bỏ thêm vào thì lửa nó sẽ cháy to hơn và cái việc mà nó chín thịt thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi này. Các bạn thấy không? Tốc độ chạy bên này cực kỳ nhanh luôn này. Đó, bên này chạy nhanh hơn rất là nhiều. Vậy nên nếu như bạn em có rất là nhiều lá đi, không có dùng để làm gì thì hãy sử dụng cho lửa trại. Việc này sẽ khiến cho các bạn đỡ tốn thời gian trong cái việc mà đun nấu hơn ha. Nó ổn hơn rất là nhiều, đỡ phải ngồi đợi. Một dấu hiệu giúp các bạn có kinh nghiệm trong chế độ sinh tồn hơn đó chính là thu hoạch lúa bằng cái cây cuốc titan này. Cái cây cuốc này nếu như các bạn đọc hướng dẫn thì sẽ ghi rằng là nó có tác dụng trong phạm vi 5x5 ô. Nó cực kỳ ngon luôn. Đấy, và các bạn ấn một lần thu hoạch như thế này thì nó được kha khá đấy. Thay vì là các bạn sử dụng từng cái click một như thế này, từng cái bấm một thì rất là tốn thời gian ha. Và thêm một điều nữa là các bạn phải hiểu rõ thực sự giữa tác dụng của hai cái cuốc này. Một là cái cuốc kim cương, hai là cái cuốc titan. Hai cây này thì mình sẽ không đánh giá cây nào hơn cây nào, tại vì mỗi một cây nó sẽ có một tác dụng khác nhau. Ví dụ như cây cuốc kim cương này đi thì nó sẽ là thu hoạch được 3x3 ô thôi, tức là khoảng tầm diện tích là khoảng tầm 9. Còn cái cây cuốc titan này thì thu hoạch của nó là 5x5, tức là 25, tức là ngon hơn rất là nhiều. Vậy nên anh em nào muốn thu hoạch thì hãy sử dụng cây cuốc titan, nhưng mà nếu như các bạn muốn trồng lại thì hãy sử dụng cây cuốc kim cương. Tác dụng của nó là có thể giúp cho các bạn trồng lại được ha, trong vòng 9 ô này. Đấy, còn cái cuốc titan thì nó sẽ không làm được như thế. Vậy nên là mỗi tác dụng của loại cuốc sẽ khác nhau. Nên là anh em nào mà có kinh nghiệm sử dụng cuốc thì cũng là một kinh nghiệm trong chế độ sinh tồn đấy. Rất là nhiều bạn băn khoăn về nguyên liệu phụ thì bây giờ mình xin chia sẻ cho các bạn một cái bảng thông tin luôn. Đó chính là nếu như các bạn muốn mà có được cái dòng khai thác may mắn á, thì các bạn hãy sử dụng cho mình lông chim chích chòe. Hoặc là các bạn muốn có một dòng thu hoạch chuẩn thì các bạn hãy sử dụng tinh thể sáng tạo ha. Mình sẽ ví dụ đi, cái này thì nó sẽ có phần trăm thôi nhé, chứ không phải là 100%. Mình sẽ sử dụng cái cuốc chim titan này, đặt cái đá run hiệu suất vào và mình sẽ sử dụng lông chim chích chòe thì nó sẽ có khả năng cao nó sẽ ra một dòng là kiểu như là khai thác may mắn. Đây, mình sẽ ví dụ là đây để coi nào. Đấy, cấp độ khai thác may mắn 3 này, các bạn thấy không, nó sẽ có tỷ lệ cao các bạn sẽ nhận được ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ví dụ là để có được dòng thu hợp chuẩn đi, là cái dòng mà các bạn đào rồi giữ nguyên khối đấy, thì mình sẽ sử dụng tinh thể sáng tạo ha. Ok, mình sẽ đặt cái cuốc này lại nhá, và mình sẽ đặt đá rân vào.
sử dụng tinh thể sáng tạo đây thì cái tỷ lệ phần trăm sẽ ra dòng thu thập chuẩn cực kỳ cao luôn. Ok, đây ra luôn kìa, thu hoạch chính xác, các bạn thấy không, nó khá là cao. Và đây là cái bảng mà mình có lượm được, tìm được của những cái bạn đăng lên thôi nhá, các bạn hãy tham khảo cái bảng này. Và rất là nhiều bạn hỏi cách kiếm bụi ánh sao như thế nào. Anh ơi, làm sao mà em không thể kiếm được bụi ánh sao? Thì thực sự là bụi ánh sao đúng là khó kiếm trong cái rừng mưa này thật. Các bạn cũng biết mà, rất là nhiều lá. Điều đầu tiên để các bạn có thể dễ kiếm được đó chính là các bạn hãy đổi cho mình tất cả những cái khối lá thành khối lá vuông thay vì là lá tròn nhá. Việc này sẽ giúp cho các bạn là sẽ đỡ lác máy hơn, thứ hai là sẽ gọn gàng và dễ tìm hơn. Và công việc tiếp theo là các bạn hãy đợi đến trời tối thì cái việc như thế này các bạn sẽ tìm thấy lá ánh sao cực kỳ dễ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho trời tối này. Tất nhiên là sẽ có nguy hiểm là do là trời tối thì quá xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà bù lại các bạn sẽ dễ kiếm được những cái lá ánh sao hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đợi khoảng tầm 9 đến 10 giờ đi thì kiếm để xem là nó có dễ dàng như mình nói hay không nhá. Và khi mà trời bắt đầu tối thì các bạn thấy rằng là những cái lá ánh sao nó đã hiện lên cực kỳ nhiều. Đây là một lá này, hai lá, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta đổi sang khối vuông ấy thì nó cực kỳ dễ thấy luôn. Đây, lại thêm hai lá nữa này, quá nhiều luôn chứ không hề khó kiếm như các bạn nghĩ đâu. Và các bạn sử dụng phương pháp này giúp mình thì các bạn sẽ kiếm cực kỳ nhiều lá ánh sao luôn.